Với xe đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Hôm nay tôi xin được chia sẻ đến nhà đầu tư bản audio có tựa đề Thị trường Forex chỉ có thằng ngu mới nghe thằng trader mõm kể về lợi nhuận. Và bản thân tôi chia sẻ đến nhà đầu tư về những vấn đề này trước khi mà tôi gửi đến nhà đầu tư thì là những minh chứng thực tế của bản thân tôi về những giao dịch thực tiễn trên thị trường, để cho cộng đồng và mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận, đánh giá và thực tế thấy rõ được các giá trị vận dụng áp dụng trên thị trường của bản thân tôi, để cộng đồng và nhà đầu tư có thể nhìn nhận, đánh giá và thấy rõ được các giá trị áp dụng này vào trong thị trường. Và bản thân chính các bạn khi tham gia vào trong thị trường về đầu tư Forex nên hiểu rõ làm gì có cái chuyện á quân Forex thế giới hay Pro Trader hay chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này mà chỉ dùng TradingView hoặc Backtest mà cái như đúng rồi trên thị trường thì xin lỗi nhà đầu tư, bản thân các bạn tử nạn, đó là điều hiển nhiên mà thôi. Giao dịch được thì chúng ta cần phải thấy rõ những người đứng ra chia sẻ, họ vận dụng, họ áp dụng vào trong thị trường thực tế, họ minh chứng cho chúng ta. Cũng giống như tôi chia sẻ đến nhà đầu tư, tất cả đều có cơ sở bằng chính giao dịch của bản thân tôi để cho cộng đồng và nhà đầu tư thấy rõ về những giá trị này. Và những chia sẻ của bản thân tôi đều thực tế, có những học viên ở tại phòng chơi của bản thân tôi 24/24 trực tiếp theo dõi, nhìn nhận và đánh giá rõ về cả quá trình vận dụng áp dụng trên thị trường. Và hôm nay tôi xin được gửi đến nhà đầu tư bản audio này để cộng đồng và nhà đầu tư có thể nhìn nhận, có thể đánh giá và thực tế hiểu được rõ về các giá trị ở trên thị trường, cũng như bản thân chính các bạn khi tham gia vào trong thị trường về đầu tư không có nhìn nhận sai trong những giá trị mà bản thân các bạn đang tìm hiểu. Và mọi giá trị trên thị trường các bạn cần phải yêu cầu người đứng ra chia sẻ họ minh chứng vào trong thực tế, và chúng ta tuyệt đối không nghe bản thân chúng gáy trên TradingView hoặc trên Backtest và kể về những câu chuyện lợi nhuận mà không có lịch sử giao dịch. Đấy là điều mà nhà đầu tư cần phải lưu ý. Mời nhà đầu tư theo dõi. Thị trường Forex chỉ có thằng ngu mới nghe thằng trên mõm kể về lợi nhuận. Trên cái thị trường Forex, bọn việc Forex nói riêng hay bọn kể về lợi nhuận trong đầu tư nói chung, chúng rất đông và nhiều. Với những chia sẻ Forex hay đầu tư của bọn trên mõm và đầu tư mồm này, tất cả chỉ được gáy trên TradingView cũng như kể trên đầu môi chót lưỡi của chúng mà thôi. Và làm gì có thức để mà bọn việc giao dịch Forex hay bọn xạo trong đầu tư nói chúng này dẫn chứng và chứng minh được điều chúng đang chia sẻ. Lợi nhuận trong đầu tư nói chúng hay lợi nhuận trên bất cứ một kênh nào cũng cần phải có căn cứ để xác minh giá trị, để kiểm chứng đánh giá rõ thực tế, chứ không phải ghé trên cái TradingView và nghe bọn việc này nói nhăng nói cuội mà cho rằng đó là sự thật. Tại sao những cái việc chỉ dùng mồm dùng mõm này chia sẻ như đúng rồi không có cơ sở? Đó mới là điều mà nhà đầu tư cần lưu ý. Còn trong đầu tư chứng khoán cũng có cả lịch sử để chúng ta có thể đánh giá, từ lúc mua hay còn gọi là rót vốn, cho đến lúc bán hay còn gọi là thoái vốn. Hay trên thị trường coi hoặc trên cả thị trường Forex cũng đều phải có cơ sở bằng chính lịch sử giao dịch Forex hay đầu tư coi của bất cứ một ai, hay bất cứ giá trị chia sẻ nào được gọi là có lợi nhuận, chứ không được nghe bọn biết chúng gáy là có lợi nhuận, xong tất cả chỉ là lợi nhuận mỏm mà thôi. Mà điều này không phải mới mẻ gì, chúng được bọn không có năng lực đầu tư chia sẻ thành công mỏm và tạo ra lợi nhuận mỏm rất nhiều trên TradingView và trong các câu chuyện của chúng, như là xe gỗ được bôi trơn rồi. Đó được gọi là vấn nạn của bọn biết nói về thành công bằng mồm, đó chính là thực tế được bọn lợi nhuận mỏm luôn kể chuyện như đúng rồi, mà không bao giờ dẫn chứng có cơ sở để nhà đầu tư có thể kiểm chứng hay đánh giá được thực tế từ chính chia sẻ của chúng trên bất cứ một thị trường nào, mà chỉ là đâu môi chót lưỡi được bôi trơn, nói không chớp mắt như đúng rồi cho sự thành công ảo và lợi nhuận biết để dẫn dụ nhà đầu tư lao vào những câu chuyện của chúng, cho chúng trực lợi mà thôi. Chỉ có những thằng điển mới đi tin bọn trên mỏm, chỉ có những kẻ ngu mới cho rằng bọn chúng kể chuyện có lợi nhuận là thật, rồi lao vào để mà mua những kiến thức ảo đỉnh ngay bản thân bọn này. Con không thể dẫn chứng hay chứng minh được thì bất cứ một ai đem về cũng thành bản sao trên mỏm và giao dịch mồm y bọn kể chuyện này mà thôi. Tôi chia sẻ và cho cộng đồng và mọi nhà đầu tư thấy về những giá trị ở trên thị trường, cũng như bản thân chính các bạn nhìn thấy rõ về những góc khuất ở trên thị trường về đầu tư Forex. Giao dịch được thì phải dẫn chứng, chứng minh được, giao dịch không được thì sẽ không có giá trị để chúng ta kiểm chứng ở trên thị trường. Đó là sự thật của cái thị trường về đầu tư Forex này. Tôi chia sẻ để cho cộng đồng và mọi nhà đầu tư thấy rõ về những giá trị thực tế này và cho nhà đầu tư nhìn nhận thấy rõ về những vấn nạn trên thị trường và minh chứng với nhà đầu tư bằng chính những giá trị mà bản thân tôi đã phải vận dụng áp dụng vào trong thị trường thực tế để cho cộng đồng và mọi nhà đầu tư nhìn nhận hiểu rõ về các giá trị trên thị trường. Xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư và chúc tất cả các bạn giao dịch thành công trên thị trường.